Vợ à, hôm nay anh lên thành phố tìm việc làm. Nếu đi làm được có tiền ấy, anh sẽ gửi về cho em. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé. Em nhớ rồi, anh yên tâm đi. Ở nhà còn có chị dâu nữa cơ mà. Em hứa với anh, ở nhà sẽ tự chăm sóc cho bản thân của mình thật tốt. Bây giờ anh lên thành phố ấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. À, anh có bài thơ này tặng em này. Hy vọng tình cảm của chúng ta sẽ như bài thơ này. Yêu nhau không kể giàu nghèo, nắm tay chung sức vượt đèo trèo non, dẫu rằng sông cạn non mòn, cùng nhau giữ vững lòng son suốt đời. Anh đi cẩn thận đấy. Này, dạ. Đi làm thôi chứ có chết đâu mà sợ. Cậu ta lên thành phố làm công nhân với chồng tôi thôi. Cô giặt giũ kiểu gì mà áo bạc hết cả màu rồi đây này. Sao lại như thế được ạ? Cái áo này em giặt tay, em còn không dám giặt mạnh, làm sao có thể bạc màu được ạ? Hay là do chất vải của áo như thế ạ? Thế chả nhẽ tôi lại đổ oan cho cô à? Cô là em dâu tôi mà sao cứ suốt ngày trả treo với tôi thế? Mà tôi không cần biết, bây giờ cô phải đền tiền chiếc áo này cho tôi. Đây là đồ hiệu đấy, cả cái làng này mới có một cái đấy. Thôi được rồi, em đền tiền cho chị. Hết bao nhiêu ạ? 500. Chị cầm cho em thôi. Chị... Lần sau ấy, giặt giũ đồ của tôi cho kỹ vào. Đừng có làm hỏng đồ của tôi nữa đấy. Em nhớ rồi. Anh vào đi. Này này, 5 anh bảo chú được làm việc ở cái công ty to đẹp này á. Vâng. Anh Huy, anh có nhớ cái anh mà lần trước em giúp đỡ trong vụ tai nạn không? Anh nhớ. Có phải là cái thằng mập đúng không? Ừ. Ôi giời, anh đã bảo với chú rồi là tránh xa cái thằng đấy ra, thế mà chú không nghe. Nhớ đâu ấy, nó ăn vạ một phát, thế là anh em mình vạ lây à? Ừ. Lúc đấy anh nói là chú không bao giờ nghe anh luôn. Anh Huy, cái người mà em giúp đỡ ấy tên là Đức. Anh ấy chính là chủ tịch công ty này. Cái gì? Cái thằng mập đấy mà là chủ tịch công ty này á? Vâng. Ui, này, thế chú đòi nó bao nhiêu tiền? Nó giàu như thế, chắc là cho chú nhiều tiền lắm đúng không? Anh cứ đùa em. Làm sao em đòi tiền anh Đức được? Anh Đức hỏi hoàn cảnh của em này, xong sau đó anh ấy giúp đỡ em, cho em vào công ty làm việc. Mặc dù trình độ của em không cao, nhưng mà anh ấy vẫn đồng ý cho em là vừa học vừa làm đấy. Thế còn anh thì sao? Anh em mình ý là đều từ quê lên đây để xin việc. Giờ chú ăn cơm thì ít ra cũng phải cho anh chút cháo chứ. Anh cũng muốn được làm việc ở công ty to đẹp như rồi, này. Rồi. Về công việc ấy thì anh yên tâm. Em cũng đã ngỏ lời để xin anh Đức cho anh vào làm cùng rồi. Cái gì? Thật á? Vâng. Anh được làm việc ở đây á? Vâng. Và anh Đức còn cho em một số tiền để đi thuê nhà. Lát nữa em sẽ dẫn anh về ở chung với em. Anh em mình là anh em ruột, phải đùm bọc lẫn nhau. Được, đi thôi, dẫn anh vào. Anh em. Ôi, cô My, cô Lan Anh ơi, cô đồ ở thành phố gửi về này. Anh ơi, anh có biết tin gì về anh Nam không? Chồng em đi hơn một tháng nay cũng chưa về rồi. Ôi, nhiều quá thế anh, chồng em gửi về đấy à, mà anh ấy có gửi tiền về không? Hai chị em nhà cô buồn cười nhỉ. Một người vừa nghe thấy tin chồng ấy, thì đã vừa mừng vừa lo. Một người nghe thấy tin chồng thì toàn hỏi tiền với quà. Này, anh nghỉ mai tôi đấy à? Tôi có dám nói gì đâu. Ui, có cả trang sức nữa này. Chồng em gửi đấy à? Đưa đây. Đây là quà của thằng Nam gửi về cho Lan Anh ấy. Nó làm ở trên thành phố vất vả, nên là nó gửi quà về cho Lan Anh đấy. Thế còn chồng em? Chồng cô á? Đâu, xem nào. Đây, của cô Tất.
Đấy, thế nhá. Còn đây là quà của Lan Anh ấy. Cô mà để ý đến quà của nó ấy, tôi rêu rao cho cả làng để cho xấu mặt cô ấy. Cảm ơn anh ạ. Mà thằng Nam nó bảo là ở nhà mà thiếu thốn gì ấy, cứ gọi điện lên cho nó, rồi có gì nó gửi về cho. Bây giờ anh đi đây nhá. Cảm ơn anh ạ. Này, anh bị làm sao đấy hả? Tại sao thằng Nam nó gửi quà về cho vợ nó thì được, còn anh thì không gửi được? Thế anh có biết là nó gửi cái gì cho con Lan Anh không? Cả một bộ trang sức mới đấy. Còn tôi thì anh gửi cho tôi một lá thư à? Anh coi thường tôi vừa vừa thôi chứ. Anh bị điên đấy à? Lại còn bảo tôi dùng đồ của con Lan Anh á. Này, thế anh có biết lúc nãy tôi bị cái loa phóng thanh làng mình đe dọa như nào không? Anh ta bảo là ấy, nếu tôi mà dám đụng vào đồ của nó ấy, thì anh ta sẽ nói cho cả làng biết, để cho cười vào mặt tôi đấy. Mà tôi không biết đâu, từ bây giờ ấy, tháng nào anh phải gửi tiền về cho tôi. Tôi phải hơn con Lan Anh chứ. Trông kìa. Đúng đờn. Này, mày ra đây tao bảo. Này, chồng đi làm sao mà ăn mặc như thế này để làm cái gì? Định quyến rũ trai làng đấy à? Dạ đâu có à. Tại vì anh Nam, anh ấy bảo em là phải mặc như thế này để chụp hình gửi cho anh ấy. Vợ chồng và chị cũng xa nhau hơn một tháng rồi, cũng phải trưng diện chứ. Gớm đó. Đấy, nói một câu thì cãi một câu. Cô ấy đừng có cậy là nhiều tiền hơn tôi với cả được nhiều quà hơn tôi nhá. Dù sao ấy thì cô cũng vẫn chỉ là em dâu của tôi thôi, nghe chưa? Em nhớ rồi mà. Ngứa cả mắt. Biết rồi. Mẹ cái thằng Nam này, dám gửi đồ về quê để vợ nó lên mặt với cái Mi. Đúng là cái thằng vòng ngoài bội nghĩa. Tao lúc đấy mà không nhường mày cứu chủ tịch ấy, thì chắc gì đã được vào công ty này để làm việc. Đúng là cái đồ không biết điều. Được rồi, đã thế, tao sẽ cho mày một trận. Cậu Nam này, một tháng vừa qua cậu làm việc rất là tốt, tôi khá là hài lòng. Cậu là một người thông minh, thích ứng với công việc thì nhanh. Này, cậu có muốn làm việc lớn không? Dạ, ý chủ tịch là sao ạ? Tôi chưa hiểu. Công ty đang cử 5 nhân viên xuất sắc nhất sang nước ngoài học tập và làm việc. Điều kiện là đi trong vòng 3 năm không về nước. Nếu mà cậu đồng ý thì tôi sẽ để cho cậu một suất. Và đảm bảo khi mà cậu về, kiểu gì cậu sẽ được lên chức. Sao? Nhưng mà tại sao chủ tịch lại tin tưởng tôi như thế ạ? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau mà. Vì cậu là người có năng lực, đạo đức tốt, tôi tin cậu sẽ làm được. Dạ vâng, tôi hiểu rồi, tôi làm được. Tốt. Nam ơi, Nam. Anh bảo này, nghe nói là chủ tịch điều động chú sang nước ngoài làm việc đúng không? Cho anh đi với. Nhưng mà đây là chuyện bí mật, sao anh lại biết? À, lúc nãy anh đi ngang qua phòng chủ tịch, anh mới nghe được thế. Mà chú này, gửi quà về quê, thế mà chẳng bảo gì anh biết à? Làm cái Mi nó gọi điện lên mắng anh tay tát này này. Anh thông cảm, đây là chuyện bí mật của công ty, mà cũng là quyết định riêng của chủ tịch, em không thể nào nói được. Còn về chuyện vợ em ấy, cô ấy đi làm vất vả khó khăn, em đi làm kiếm được tiền thì cũng nên gửi về cho cô ấy. Thế thôi, chú nói thế thì thôi vậy. À, anh này, em đi làm vội quá, em không về quê thăm vợ được. Em nghe nói là chiều nay anh về quê. Đây, anh cầm cái thẻ ngân hàng này về, rồi anh đưa cho vợ em, để cô ấy có cái mà chi tiêu. Anh biết rồi. Này, anh về quê, anh về thẳng nhà đi, gọi em ra đây làm cái gì đấy? Hay là có chuyện gì quan trọng à? Mà thằng Nam em trai anh đâu? Nó được điều sang nước ngoài để làm việc rồi. 3 năm nữa mới về cơ. 3 năm cơ? Ừ. Mà xuất khẩu lao động như thế là phải tốn nhiều tiền lắm đấy. Sao nó không làm trong nước đi mà lại phải ra nước ngoài làm gì? À, hay là nó bị đuổi việc rồi? Ui giời ơi, ai mà đuổi được nó? Chẳng qua ấy là chủ tịch coi trọng nó nên là điều động nó sang nước ngoài, đi gấp lắm. Thế nên là không kịp về quê. Vậy nên ấy, nó mới đưa cho anh cái thẻ để về anh đưa cho vợ nó đây này. Đâu, em xem nào.
Đây này. Một tháng được bao nhiêu tiền đấy? Lương khởi điểm của nó ấy, một tháng tận ba mấy triệu đấy. Ờ, đây là chưa kể nhá, nó sang nước ngoài có khi nó phải kiếm được hơn 50 triệu cơ. Làm sao như thế được? Thằng Nam không thể giàu như thế được. Mà đấy, anh nhìn lại anh xem, cái đồ vô dụng này, một tháng kiếm được có 10 triệu bạc. Ờ hay, em buồn cười nhỉ. Anh là anh trai của nó, thế chả lẽ bây giờ anh lại đi ganh tị với nó à? Ừ. Với cả ai bảo ấy là anh sẽ đưa cái thẻ này cho con Lan Anh, số tiền này chúng ta phải giữ chứ. Ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra. Nhưng mà còn con Lan Anh thì sao? Ôi giời, cái đấy em không phải lo. Riêng cái Lan Anh ấy thì anh sẽ đưa thẻ tiền lương của anh cho nó. Một tháng nó tiêu mười mấy triệu thì chả sướng quá rồi. Ừ nhỉ, còn thẻ này thì mình giữ. Chồng em thông minh tê thế chứ. Gì chuyện? Này, cầm lấy. Chồng cô ấy là nhờ tôi đưa cái này cho cô. Sướng nhá, ở nhà chẳng phải làm gì, thế mà vẫn có tiền tiêu. Cô ấy là cô phúc 70 đời mới lấy được em trai tôi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Này, mật mã ấy là từ 1 đến 8, nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Ô, ô, nhưng mà anh ơi. Hả? Hình như anh có nhầm lẫn gì thì phải. Anh Nam ấy, anh ấy bảo với em là thẻ của anh ấy màu vàng, và trên này có chữ Nam cơ mà. Tại sao ở đây lại là chữ Huy mà còn thẻ màu đen nữa? Anh xem lại đi, đây là thẻ của anh đúng không? À thôi được rồi, để em gọi điện cho anh Nam. Không được. Sao đây ạ? Chết thật ý, mình quên mất rằng là con Lan Anh là có điện thoại. Nhất định nó sẽ gọi cho tao để nó rõ mọi việc. Tôi chết, không thể để chúng nó liên lạc với nhau được. Không có gì đâu. Đây đúng, đây là thẻ của anh. Anh xin lỗi, anh nhầm lẫn chút. Thẻ của em ấy là anh để trong phòng. Chút nữa ấy, anh vào anh lấy cho nhá. Dạ vâng ạ. À mà này anh bảo, em cho anh mượn điện thoại một tí để anh gọi điện cho vợ anh. Chả hiểu từ sáng đến giờ ấy, đi đâu ấy mà chả liên lạc được. Chắc là chị đi chợ. Anh gọi đi. Ôi kìa, có con rắn. Ôi, rắn đâu, rắn đâu. Ôi, tôi chết rồi. Bể mất rồi. Ôi trời ơi, điện thoại của em hỏng hết cả rồi. Xem cũng xem có làm sao không? Chuyện không thành công á? Con Lan Anh nó lại thông minh đến mức đấy cơ à? Thế bây giờ anh định làm gì? Anh sẽ không để người ngoài lấy số tiền của thằng Nam một cách dễ dàng như thế đâu. Số tiền đấy là của thằng Nam, mà con Lan Anh lại là vợ nó. Nó cầm tiền của chồng nó là đúng rồi còn gì nữa. Ai còn nói gì được. Xem ra ấy, bây giờ chỉ còn một cách để số tiền đấy thuộc về vợ chồng mình thôi. Em có cách gì? Mình sẽ thuê người gây tai nạn cho con Lan Anh, sau đó ấy, thì báo cho thằng Nam. Thế thì đương nhiên số tiền đấy sẽ thuộc về mình một cách đàng hoàng rồi. Hay, kế hay. Đến lúc đấy chúng ta vừa có tiền lại vừa có tiếng, danh chính ngôn thuận, không ai có thể nói gì cả. Được, em làm luôn đi. Để em thuê người đáng tin cậy một tí. Hóa ra là anh chị đã có âm mưu với nhau. Anh Huy cố tình làm hư điện thoại của mình để mình không thể nào liên lạc được với anh Nam. Nhưng mà bây giờ cho dù mình có nói chuyện này ra thì anh Nam cũng không thể nào mà tin được. Mình phải làm sao đây? Con này nó đi đâu rồi không biết. Lan Anh! Mày chết ở đâu rồi đấy? Lan Anh ơi! Ôi! Này! Cậu Huy! Cô My! Mau đến trạm xá xem đi. Cô Lan Anh cô bị tai nạn ấy, vỡ đầu chảy máu đầy ra rồi kìa. Ôi, đi đi đi, đi, đi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm. Này, đi về nhà nhanh lên. Khổ ghê cơ. Từ cái ngày mày bị tai nạn ấy, cứ suốt ngày điên điên khủng khủng ra. May mà còn đi vệ sinh đúng chỗ nhá. Nếu không á, tao đuổi mày ra ngoài đường này. Cho em đi chơi đi mà. Này, mày điên như thế rồi còn đi đâu nữa. Đi về nhanh lên, không người khác nhìn thấy khổ lắm. Em đi chơi mà. Đi. Cho em đi chơi mà.
Mày chết. Ui. Úi dồi. Mày. Đấy em xem đi. Cái con Lan Anh ấy chưa kịp làm gì mà nó đã hóa điên này rồi. Thế là từ giờ chúng ta có thể đường đường chính chính tiêu tiền của thằng Nam. Với cái 50 triệu này, em có thể tiêu xả láng thoải mái, không cần phải đi làm. Này, tuy là vợ chồng ấy, nhưng mà chúng ta phải chia đôi đấy. Nhưng mà anh bảo, giờ nó hóa điên rồi thì ai là người chăm sóc nó đây? Nhớ đâu nó chạy lung tung ra ngoài đường thì sao? Khéo lòng, bây giờ ấy, em cứ nhốt nó ở nhà, ai mà biết được. Xong rồi mỗi ngày cho nó ăn cơm, thế là không tổ bảy cái đời nhà nó rồi ấy. Lúc đấy mình chỉ đợi thằng Nam về, mình không có thêm khoản chăm sóc nó. Như thế mà mình có thêm khoản được gì? Được, nhưng mà ấy, em nhớ ấy là phải chăm sóc nó thật kỹ vào đấy nhá. Đừng để nó chạy lung tung ra ngoài đường, biết chưa? Rồi. Đấy, chồng kìa. Úi dồi. Mày. Ngày chơi bóng. Này, ăn đi. Đi vệ sinh ý, nhớ phải gọi nghe chưa? Nếu không ý, mày đừng trách tao á. Còn điên. Sao mình vẫn không gọi được cho cô ấy nhỉ? Nhưng mình cứ cảm thấy lo lắng. Gọi cho anh Huy, thế anh ấy nói là Lan Anh ở nhà vẫn tốt. Hay là mình về quê thăm vợ nhỉ? Cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp cô ấy. Còn cậu Đức, cậu ấy là bạn thân của mình cơ mà. Này, hôm nay vợ chồng mình đi ăn gì đi? Ăn gì cho nó sang sang tí. Hay là ăn bò bít tết đi, lâu lắm vợ chồng mình không ăn. Ê, cậu Huy, cô My, tôi thấy con bé Lan Anh nó bị bệnh cũng lâu rồi. Hai cô cậu không định đưa nó đi chạy chữa gì à? Mà ở trong làng ấy có tin đồn là hai người định hại nó để cướp tiền của cậu Nam đúng không? Vớ vẩn. Hòng hớt là vừa vừa thôi. Tôi thèm gì mấy cái đồng bạc của nó chứ. Mà anh nghe đâu ra tin đồn là chúng tôi không chạy chữa cho cái Lan Anh đấy? Thì tôi đoán thế, làm gì mà hai người căng thế. Thế tình hình của sức khỏe của Lan Anh nào rồi? Ổn chưa? Ổn chưa hay là chưa ổn ý thì anh hỏi làm cái gì? Anh rảnh quá à? Nếu mà rảnh quá ý, đi ra mà đi đưa hàng đi. Đứng ở đấy chặn đường người ta làm cái gì? Biến đi. Thật vô duyên. Đi kệ anh ta. Hai cái đứa khốn nạn này. Thằng Nam ấy, nó mà biết thì nó vạch mặt chúng mày ra. Mình phải qua xem tình hình Lan Anh thế nào mới được. Thằng Nam nó cũng nhờ mình là phải để ý đến Lan Anh rồi. Yêu nhau không kể giàu nghèo, nắm tay chung sức vượt đèo trèo non, dẫu rằng sông cạn non mòn, cùng nhau giữ vững lòng son suốt đời. Cô Lan Anh, cô Lan Anh, cô sao rồi? Ôi giời ơi, nhà chồng cô đúng là độc ác mà. Để cô ra nông nỗi này ấy mà không chịu đưa đi chạy chữa gì cả. Không được. Chuyện này tôi phải đi kể với thằng Nam mới được. Anh Nam. Anh Nam. Anh Nam. Anh Nam. Không được. Mình phải đi báo tình hình ngay cho thằng Nam biết mới được. Hôm nay đồ ăn ngon quá vợ nhỉ?
Anh ơi, thằng Đức nó đến nhà mình à? Ờ đúng rồi. Thôi chết rồi, anh quên mất ý, là thằng Đức nó là bạn thân của thằng Nam. Mà sao em đoảng thế? Nhốt con Lan Anh ở trong phòng ấy, sao lại để nó sổng ra này? Thôi đưa nó vào phòng đi, nhanh lên. Thì em quên mất. Thôi nhanh lên đi. Lan Anh, nhớ phải nhốt kỹ nó vào đấy chưa? Ê mà sợ. Ông không về nhà đâu, Lan Anh muốn đi chơi. Xuống đây. Muốn đi chơi mà. Chị My ác lắm, chị My đánh Lan Anh. Mày có câm mồm không? Tao nuôi một con dở hơi như mày ấy là tốt lắm rồi đấy. Mày mà dám bước chân ra ngoài đường nhá, tao đánh chết. Nam về. Anh Nam về. Chết rồi em ạ. Tự nhiên đang yên đang lành, cái thằng Nam lại về quê. Giờ phải làm thế nào bây giờ? Lo cái gì? Về thì về. Dù sao ấy, em cũng chán chăm sóc cái con của nợ này lắm rồi. Nhưng mà mình đánh đập cái Lan Anh như thế, thằng Nam nó mà về, nó nhìn thấy vợ nó bầm dập, liệu nó có bỏ qua cho bọn mình không? Anh sợ cái gì? Bây giờ ấy, mình cứ nhốt con Lan Anh vào, đừng cho nó ra ngoài nữa. Xong rồi bảo là nó đi chữa bệnh ở xa, đợi khi nào nó lành lặn ấy thì lại đón nó về, nói là nó trốn viện. Dù sao ấy cũng là bệnh tâm thần mà, nói cái gì chả được. Ừ nhỉ, vợ anh ấy quả là thông minh đấy. Bây giờ ấy, mình cứ nhốt cái Lan Anh lại, rồi ra đầu làng đón thằng Nam. Ê, mà anh nghe bảo nhá, thằng này nó mới được lên chức, chắc là nhiều tiền lắm. Rồi lúc đấy có khi vợ chồng mình lại xin. Con Lan Anh nó chạy rồi, nhanh lên. Đuổi theo nó, nhanh lên. Alo, Đức à, tớ về quê rồi. Cậu nói vợ tớ điên đúng không? Được rồi, tớ đang về nhà đây. Cảm ơn cậu. Xin anh chị, xin anh chị. Mày đi theo tao về nhà anh ấy. Đánh nó, đánh gãy chân nó đây. Cái loại đã ở nợ thì chớ, mà có không biết điều à? Xin anh chị, cho em gặp anh Nam đi mà. Cho em gặp chồng em đi mà. Chồng con cái gì, đứng lên. Xin chị. Nhanh lên, đứng lên. Mạng nó về nhanh lên. Kiểu thằng Nam nó về nó mà nhìn thấy thì chết đấy. Em xin anh. Chết rồi. Con anh. Đi nhanh lên. Chồng. Lan Anh, Lan Anh. Anh Nam. Anh đây, anh đây. Anh về rồi. Anh về rồi, anh về rồi đây. Anh xin lỗi. Ơ kìa Nam, chú về lúc nào mà lại không thông báo cho anh chị một tiếng? Anh Huy, chuyện này là sao? Sao anh lại đánh vợ em? Bậy nào, có ai đánh vợ cậu đâu. Cậu đi mấy năm không về cho nên là không biết thôi. Vợ cậu bị tâm thần rồi. Anh chị phải đi chạy chữa khắp nơi đấy. Mà đến cả anh Huy đây này, anh ấy cũng phải nghỉ việc để thay tôi chăm sóc vợ cậu đấy. Không phải đâu ạ, em hoàn toàn bình thường. Em làm như vậy là vì bọn họ đấy. Này, mày đừng có mà ăn nó mắt dậy nha. Tao nói mày biết này, làm dâu ấy thì đừng mà dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm anh em chúng tao. Thằng Nam ấy không dễ mắc mưu mày đâu. Cậu nhìn đi, vợ cậu ăn mặc thì bẩn thỉu, đầu tóc thì bù xù thế kia. Cả cái làng này ai mà không biết vợ cậu bị tâm thần rồi. Yêu nhau không kể giàu nghèo, nắm tay chung sức vượt đèo trèo non. Dẫu rằng sông cạn non mòn, cùng nhau giữ vững lòng son suốt đời. Anh Huy, em tin vợ em. Cô ấy rất bình thường. Cô ấy ra nông nỗi này có phải là do hai người dở trò không? Bậy nào. Cô ta thì ai thèm làm gì chứ. Đàn anh, có anh đây rồi, đừng sợ. Em nói đi. Anh chị biết là anh ở nước ngoài,
anh gửi rất nhiều tiền về cho em. Thế là anh chị không đồng ý, cháu tẻ không thành công. Thế là liền dựng nên một vụ tai nạn. Cho nên em mới giả điên giả khùng suốt 2 năm qua như vậy đấy. Này, mày đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Nếu mà mày đã biết âm mưu của bọn tao ấy, thế tại sao không bỏ đi hoặc là gọi chồng mày về ấy? Tại vì ngay từ đầu em không muốn chồng em vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bây giờ gia đình bố mẹ đẻ thì xa như vậy, em phải giả điên giả cùng để có thể sống với hai người. Em tin vào tình yêu này, em tin là một ngày nào đó chồng em sẽ quay trở về và tìm em. Anh hiểu rồi, xin lỗi em vì anh mà em đã phải chịu khổ. Anh sẽ đưa em lên thành phố sống, sẽ không phải chạm mặt hai người họ nữa. Kiều Nam, chú nói thế có nghĩa là sao? Là anh phải trả lại tiền cho em. Toàn bộ tất cả số tiền mà những năm qua em đã gửi cho anh. Số tiền đó là em gửi cho vợ em. Còn căn nhà của bố mẹ, anh chị cứ giữ lấy mà dùng. Vớ vẩn, trả cái gì mà trả? Bọn tao không trả. Nếu không trả, em sẽ kiện đấy. Hoặc em sẽ rêu rao cho cả làng này biết bộ mặt thật của anh chị. Và đồng thời, anh chị xin lỗi vợ chồng em, nhất là Lan Anh. Thôi được rồi, anh chị xin lỗi hai cô chú. Nhưng mà chú phải hiểu là anh thì cũng đã nghỉ việc rồi. Nếu như không dựa vào số tiền của chú ấy, thì anh chị lấy gì mà sống? Thế còn vợ em thì sao ạ? Cô ấy sẽ sống bằng cái gì ạ? Em phải nuôi vợ em chứ. Anh không nuôi được vợ anh, đấy là anh vô dụng. Còn đối với em thương vợ em. Cô ấy đã phải vất vả với em rất là nhiều, nên bây giờ cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Cậu... Đủ rồi, em không muốn nói chuyện với anh chị nữa. Anh chị tự lo cho bản thân mình đi. Đi thôi em. Cậu đừng có lấy lại tiền mà. Bọn tôi xin lỗi. Cậu Nam. Nam ơi, cho bọn anh xin lỗi mà. Làm thế nào bây giờ? Thế bây giờ anh phải biết làm thế nào. Làm thế nào bây giờ? Có đôi khi nhẫn nhịn không phải là hèn, mà là gìn giữ và chờ đợi hạnh phúc. Tình yêu chân thành luôn có những thử thách mà chỉ khi vượt qua bạn mới có được trái ngọt.